Sau nhiều giờ nỗ lực, vào trưa ngày hôm qua ngày 9 tháng 1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã cứu hộ thành công xe ô tô bán tải biển số 43C24883 bị rơi xuống vực tại khu vực đường lên núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và cứu được hai người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, lúc 9:00 phút, anh Lê Quốc Khôi, 34 tuổi, chở theo chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 30 tuổi, lên khu vực núi Sơn Trà. Nhưng khi đi được nửa đường, do trời tối quá nên quyết định quay xe trở về. Trong lúc quay xe thì đạp nhầm chân ga và lao thẳng xuống vực. Anh Khôi đã điện thoại cho lực lượng cứu hộ cứu nạn 114 đến để ứng cứu. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Sơn Trà nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được hai người trong xe ra ngoài an toàn và đưa được ô tô bán tải lên khỏi vực. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.